Rồi thì chị có gì muốn nói thì chị cứ nói đi. Bốn con này bây giờ chị bán như sao đây, bán phát một bốn con là bốn con này nhiêu tiền đây? 29 triệu. Có phân ra nhiêu nhiêu không ha, bán gộp hết phát một? À, mua lẻ bán lẻ ha. Ví dụ bây giờ như vậy nè, người ta mua, ví dụ người ta mua hai con bò nhỏ, con này với con đầu chuồng thì nhiêu tiền? À đúng rồi đúng rồi, mỗi con 6 triệu hả? Này mua về bằng đám giỗ ăn cũng lời, cũng trời bằng làm đám giỗ ăn. Cái bò này mà về ai có cái đồng cỏ thả vô chắc lẹ lớn dữ lắm ta. Dạ, thấy nó ăn nè, thấy nó ăn hàm hàm luôn rồi anh chị, thấy không? Như con này nhiêu tiền chị? 7 triệu. Còn con này bò cái lẻ này, bò cái bự này 10 triệu. Tổng 4 con là 29 triệu nha anh chị. Thì hôm nay em đang có mặt tại Ba Tri. À, mấy bò này là mấy bò hồi đó giờ chị mua gì lâu chưa, nuôi mồ côi hay sao vậy đây? À, mua bò mồ côi gì nuôi ha. Nói chung là tình trạng ăn uống nói chung là nó cũng khá là mạnh này nè, ăn dữ lắm mày. Cái con này coi vậy chứ nàng cắt cỏ với nó mệt luôn á. Mua mấy bò bự gì nuôi nha. Bò này nhỏ, bò này bò mồ côi mà, nói chung là giờ mình bán cũng bán thịt cho người ta, ai mua về ta nuôi nuôi, không nuôi ta mần thôi anh chị, thấy không? Bốn con này 29 triệu chốt giá nha anh chị. Em đang có mặt tại Ba Tri Bến Tre, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em nha. Chân móng là ngoại hình thì nói chung là đi đứng hoàn thiện, đảm bảo nghiêm chỉnh nha, không có chật lỗi, không bú, không áp xe gì hết đó. Thì tổng cộng bốn con này có giá là 29 triệu. Bà con cô bác như quý anh chị em gần xa có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ em. Là chị chủ nhà đây chị cũng bán, là chị mình định mua mấy con bò bự về chị nuôi. Thì chị nuôi mấy con bò mồ côi này thì chị thấy cũng hơi lâu. À, tình trạng ăn uống nè anh chị thấy không? Ăn rất là miệt mài luôn. Đó. Bò ti nhỏ nhưng mà nó ăn rất là miệt mài ha. Nó nhỏ nhỏ vậy chứ cũng bò này cũng cũng cần cần với giá trị tiền thật nha anh chị ơi, chứ không có nhỏ lắm nè. Tổng 4 con này 29 triệu, bà con cô bác anh chị này có nhu cầu mua thì có thể liên hệ ủng hộ giùm em ha. Bà con cô bác như là ở những cái nơi như là Bình Dương hay là Bình Phước gì á, có mấy cái đồng cỏ nó cũng rộng rộng, chỗ người ta trồng cao su rồi á, mua thả mấy con bò này hết ý luôn, sang năm mập lúc. Đó, rồi thì anh chị nào mua thì liên hệ giùm em. Rồi giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Mới sáng đi xuống gặp ông trời, ổng mưa quá trời mưa cô chú anh chị các bạn ơi. Xuống nhà của cái anh chủ bò này để ghi hình và báo giá giùm cho anh mấy con bò đây. Tổng cộng trong chuồng ngày hôm nay thì sẽ có 6 con bò. Thì có một bộ mẹ con pháp kem mẹ chữa lại, một con cái lẻ, một con cái anh gút lẻ nè, con này con cái mồ côi nha, cũng đẹp tròn trịa lắm, chân móng nè, mẹ con pháp kem, con được 8 tháng mấy, mẹ chữa lại 6 tháng anh chị, bao chữa 6 tháng. Một con bò cái kem lứa, một con bò cái Bolasin lứa chưa lên giống, chưa phối tinh gì hết, và một con bò cái xin khú đang mang thai. Con này nãy nói mấy tháng? 6 tháng mấy, bao chữa anh chị, con này chữa 6 tháng mấy tờ. Nói chung là cái dòng khú này mát sữa dữ lắm anh chị ơi, anh chị nào đã nuôi khú rồi mình biết ha, dòng bò khú này mát sữa cực kỳ. Tơ đang mang thai lứa đầu. À, giá cả thì nãy giờ hai anh em cũng thương lượng rồi, cũng đưa ra một cái mức giá nhất định để cho bà con cô bác anh chị tham khảo. Em đang có mặt tại xã An Hiệp của huyện Ba Tri anh chị nha.
bên đây để ghi hình và báo giá dùm cho anh chủ bò này 6 con bò. Và 6 con bò này thì giá cả của nó như sau, để em cập nhật những thông tin cơ bản trước. Con bò anh ghét này là con bò mồ côi ha. Đó, rúng yếm nè, rúng nè, chân móng nè, đây bò anh ghét đầu trụi nha. Màu thì rất là đẹp anh chị ha. À, con này được 8 tháng bò anh xỏ dàm rồi nè. Đó. 8 tháng bò anh xỏ dàm rồi ha. Ê. Ừ. Chạy nữa nè anh chị, ngoại hình thì khá là tròn trẻ ha, ăn nước ăn dữ lắm. Con này chốt giá cho anh chị giá 13.500.000, chiều cao tại phía sau khu là nói chung nó đi cài cài về em nhắm thử cho anh chị luôn ha, sau khu khoảng tầm 1m1. Kế bên một con bò Bolaisin chữa khú, con này thì chữa 6 tháng bao chữa, chốt giá 20.000.000. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m3, 1m28-1m29 nha anh chị. Đây bao chữa nha, con này chốt giá anh chị giá 20. Kế bên có con bò tơ, con này thì chưa phối tinh, chưa lên giống gì hết, con này đang bán với giá là 17.500.000. Con này cũng khoảng tầm 1m3 tại sao khu anh chị nha. Đây, 17.500 luôn nha, pháp pháp kem này cũng 17.500 luôn. Nói về ngoại hình, về chân móng của những bò này thì không tật lỗi anh chị nha. Còn bò mẹ này là mẹ chữa lứa thứ hai, đang dưỡng con đực mà mẹ chữa lại rồi. Mẹ này mẹ pháp kem, mẹ này thì được chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m35 bò, 1m35-1m37 ha. Chút nữa đo thử cho anh chị xem. Nạn bò anh good nè, đó thấy không, đó một cái anh good nha. Rồi cái bên con đực, con đực này thì có giá là 17.000.000, đực kem có giá 17.000.000 anh chị nha. Mày cũng sao mày bú bú lại đực, khoái lại đực lắm cái gì. Đực kem 17.000.000, bò đực lỡ rồi, lỡ bò đúng bằng bò mẹ luôn ha anh chị, bò đực bự lắm. Anh chị thấy bò mẹ không, nó không bằng bò mẹ luôn rồi. Chân móng nè, những bò ở đây thì đảm bảo về tình trạng chân móng đi đứng hết. Con bò mẹ này thì chốt giá cho anh chị giá 25.000.000 thôi, bao chữa 6 tháng, hơn 6 tháng anh chị. Kem pháp bự tàn lắm, đang giữ con đực, nó bò mẹ con mà chữa 6 tháng, hơn 6 tháng chân móng nè, rúng đây. Ở đây thì con mẹ này chốt giá 25.000.000 bao chữa hơn 6 tháng, còn con đực này chốt giá 17.000.000. Bò lỡ nha anh chị, bò này 8 tháng hơn, chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗ gì hết. Đó, sơ lược về những hình ảnh, những cái thông tin để cho bà con cô bác anh chị xem nè. Đây con này chốt giá 17.500.000, pháp kem ha anh chị, con này cao khoảng tầm 1m28-1m29 nè, tại phía sau khu. Còn con này cũng 17.500.000, con cái này khoảng tầm 14 tháng bò, chân móng ngoại hình anh chị xem, 17.500.000 nha. Con bò cái chữa này thì 20.000.000, bò chữa này nói chung là nó cũng vừa xét, cũng vừa mà giá cũng khá mềm. Anh chị mua về nuôi thì nói chung là những anh những chị mà chúng ta điều kiện khó khăn, hay là anh chị em mà chúng ta mới ra riêng á, chúng ta có thể mua con bò này về để mà mình nuôi sang năm mình có bê ha anh chị. Con này 20.000.000, em sẽ cập nhật cái thông tin về chiều cao của những bò này cho anh chị xem tham khảo này.
Đứng em coi. Trời ơi, vậy cũng đi vòng quá đó anh chi cũng biết nữa. Chiều cao của con này tại phía sau khu là 1m28-29 nha anh chị. Chốt giá 20 triệu bao chữa 6 tháng chân móng. Tình trạng là anh chị về trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo báo cho em biết cái bọn có thai hay không. Không có thai thì bên em nhận lại hoàn tiền đầy đủ ha. Đó. Con này thì chiều cao khoảng tầm nó cũng cỡ đó anh chị, 1m28-29 ha. Ở đây thì con kem Pháp. Con kem Pháp phần bô xin lứa này nó cũng cỡ với con đầu tiên. Và chốt giá thì con kem Pháp này với con bô xin lứa đó thì có giá là 17,5 triệu. Còn mẹ này, con mẹ này bao chữa đang mang thai lứa thứ hai giá 25 triệu. Chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m37 nha anh chị. Bò mẹ lớn con nha. Đang giữ con đực. Con đực thì tách ra có giá là 17 triệu. Đó, mẹ có giá là 25. Bò đực thì bao trật lỗi. Nói chung là những con bò trong đây thì đảm bảo nghiêm chỉnh bao trật lỗi cho anh chị ha. Được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha anh chị nha. Còn bò cái Angus thì đang có giá bán là 13 triệu 500. Con đực nè. Con đực là 1m26 bò đó anh chị. Bò đực lỡ nha. 1m26 chứ có giá là 17 triệu. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua về dỗ béo thì chúng ta có thể liên hệ ủng hộ em ha. Còn bò cá Angus nè. Bò cá Angus này thì có giá 13 triệu 500. Đó, nói chung cũng khá liền lạc bò. Đó, mẫu mã thì lông da thì cũng khá là đẹp. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ em. Bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.